1 đồng 75 sen một miếng. Thì vườn Út, Út áp dụng vậy có hiệu quả nha. Thấy mấy con sóc nó không có dám trèo lên, nó hái hồng của Út nữa. Út lấy một cặp này nè, đẹp không? Thích ha. Vô đây mua mấy cái đồ làm vườn rẻ cô chú anh chị và các em ơi. Một thân cây mà cho ra 4 giống trái khác nhau để mình ăn. Út quay cái cây này cho cô chú anh chị và các em xem nè. Trời ơi mê thiệt á. Nhìn trái này nhớ trái dâu ở quê dễ sợ ha. Hello cô chú anh chị và các em. Bữa nay Út đi mua chậu về trồng cây nè. Mấy cái chợ mà Út đi á thì Út thấy giá rẻ. Hàng cũng khá là chất lượng và tốt. Út dẫn mọi người cùng đi một vòng với Út nha. Rồi Út quay một số loại cây ăn trái trong vườn của Út luôn nè. Bữa giờ Út chưa có quay. Quay cho cô chú anh chị và các em xem. Nếu thích thì mình có thể tìm mua về mình trồng nha. Út thì hiện đang sống ở miền Bắc California. Thời tiết lạnh nhất vào mùa đông là 36 đến 38 độ F. Không có tuyết nhưng mà thỉnh thoảng có sương muối và đông đá ít ít. Giờ thì Út sẽ dẫn cô chú anh chị và các em vào tiệm Ross trước nha. Chợ này thì dành cho những người bình dân. Ở trong đây bán đồ cũng tốt lắm. Út đang chạy qua bên Ross nè. Coi có mấy cái chậu không? Định mua chậu về trồng mấy cây ớt. Hết chậu rồi. Ở đây bán chậu nhiều lắm nha. Giá cũng ok. Coi cái chậu này rất là lớn luôn nè. Chậu này họ bán có 24 đồng 99 nè. To lắm nha. Mình trồng được cây ăn trái giống như là nhỏ nhỏ đó, gọn gọn vô ha. Màu cũng ok. Chậu lớn, chậu nhỏ, chậu xanh. Chậu xanh này 6 đồng 99. Ross thì giá cả rẻ ha. Họ bán đồ đa số nhiều mặt hàng rẻ lắm. Còn cái chậu này nữa nè cũng đẹp. Chậu bằng gỗ 19 đồng 99. Cái giá mà chưa giảm giá là 40 đồng nha. Cái này của Việt Nam mình, Make in Việt Nam. Mấy chậu lớn nè. Chậu xanh. Còn cái này 8 đồng 99. Dễ thương ha. Trời ơi, cái này dễ thương dữ nữa. Wow. Mua về cái mình để dành mình sấy mấy cái trái cây hoặc là bầu bí gì đó. Sấy khô ha, đậy lại không có bị ruồi, không bị bụi. Còn mấy cái này nữa nè. Này của Việt Nam mình đó. 12 đồng 99 nè. Nhiều lắm, có size lớn, size nhỏ. Bên kia nữa nè. Dạng như mấy cái nia, cái xịa ha. Út lấy một cặp này nè. Đẹp không? Thích ha. Vô đây mua mấy cái kệ mà mình để mấy cây bông rồi đó. Cũng đẹp lắm. Giá rẻ. Cái này đẹp không? 29 đồng 99 một cái. Tùy cái lớn nhỏ ha. Bên đây nữa nè. Ở đây họ bán nhiều thứ lắm. Đồ trong nhà bếp, trong phòng khách, phòng ngủ. Bên này bán quá chừng mấy cái này dễ thương nè. Mấy cái mà người ta đan bằng lục bình á. Hàng lục bình, hàng may rồi đó. Mấy cái cọng may người ta đan lại của Việt Nam mình. Trời ơi, cái này dễ thương quá nè. Mua để trái cây được nè, cô chú anh chị và các em ơi. Có 16 đồng 99 nè. Đẹp không? Mua để ngoài patio ha. Ngoài vườn mình có cái nhà nhỏ nhỏ để được á. Có màu này nữa nè. Mấy cái này đựng trái cây được ha. Trời ơi, dễ thương chưa ngôi sao. Oh, chạy xuống rồi. Coi nhiêu tiền. 7 đồng 99 à. Còn cái này thì quá trời lớn luôn. Lớn thiệt là lớn ha. Trời ơi, kết cái này lắm nè. 14 đồng 99 à. Mua để ngoài vườn đẹp ha. Ôi, vô đây tha hồ mà chọn nha. Bên đây nữa nè. Ở trong đây thì cũng có bán mấy cây kéo mình làm vườn nè, loại cắt tỉa ha. 4 đồng 99 cây kéo này thôi. Có kéo lớn hơn nữa nè.
14 đồng 99. Cây này lớn quá chừng luôn. À cây cưa, cái này cây cưa. Nhìn lộn. Cái này mấy cây kéo nè, kéo cắt tỉa 10 đồng 99 à. Còn đây cũng là kéo nữa nè, kéo cắt tỉa luôn 7 đồng 99 ha. Giá này rẻ. Mấy cái giò nước nữa nè. Ở cái giò này coi nhiêu tiền nè, 7 đồng 99 ha. Quá trình đồ luôn. Mấy cái chuông dễ thương không. 12 đồng 99 bao tay làm vườn. Vô đây mua mấy cái đồ làm vườn rẻ cơ chứ anh chị và các em ơi. Mấy cái đồ xúc xới đất, xúc đất 3 đồng 99 nè. Còn bên đây là mình mua về để mình trưng bày trong vườn nè. Dễ thương chưa? Cái này nhiêu tiền. Thế vậy chứ nó cũng nhẹ chứ nó không nặng nha. 12 đồng 99 nè. Đẹp quá. Cái này cũng dễ thương nữa nè, quá dễ thương luôn. Cái này thì hơi nặng hơn nè, bằng sành. Trời ơi con ốc. Muối này về trồng cây được. Trồng cây vô đây ha. 12 đồng 99 nè. Con rùa, con ếch. Trời cái này cả gia đình đang đọc sách. Ngồi ngoài vườn đọc sách ngắm cây trái nè. Ở đây bán chậu rẻ lắm cơ chứ anh chị và các em ơi. Có dịp ghé qua mua nha. Cái chậu này có 14 đồng 99 cũng khá là to. Chậu gỗ đẹp lắm. Bữa nay Út mua 2 cái về trồng cây nè. Nhiều lắm nha. Còn có chậu sành nữa, đẹp lắm. You want me to put them in your baskets? One bag is fine. You want a bag? Yes, please. Put them in these baskets too. Tối ngày cứ đi mua chậu miết. Giờ Út ghé qua tiệm bagel nè. Để lấy mấy cái bagel tại vì order hồi sáng rồi á. Oops. Vô đây mua bagel nè, ngon lắm nha. Bữa nay Út gọi order trước chứ không thôi không còn đâu. Mấy cái bánh này là bagel nè. Có nhiều loại khác nhau nha. Nhưng mà Út thích nhất là ăn cái loại blueberry nè. Đây là blueberry nè. Rồi họ có cái cranberry, cái trái cranberry cũng ngon. Hoặc là strawberry nha. Ăn hộp với lại cream cheese. Còn mình muốn ăn với lại cá hồi, cream cheese, cà chua, củ hành rồi đó. Thì mình mua cái loại bagel mà plain thôi nè. Sorry, thank you. Cái này là plain bagel nè. Họ có bán cream cheese nữa nè. Mình mua về để mình để vô trong bagel mình ăn sáng ngon lắm. Có cái loại mà không có ngọt, béo béo thôi ha. Là màu trắng nè. Rồi loại này á, là có garlic, có tỏi. Rồi bên đây á, là có mùi dâu tây, cà rốt. Có nhiều loại khác nhau nha. Nướng bagel lên cái mình chét cái này vô mình ăn ngon lắm. Ăn sáng, uống cà phê. Con gái Út nó muốn mua thử cái loại ớt nè, cream cheese mà người ta trộn ớt trọng ha. Về ăn với lại cá hồi hun khói bữa mua Costco đó. Hi, I called this morning for the bagel. I think of 5 plain bagel and 3 blueberry. Ở đây họ đóng cửa 3 giờ nha. Hi, I'm here to pick up the bagels. Yeah, and also the cream cheese too. Anything else today? That's all. 23.25, okay. Trả tiền đi con. Bagel này gọi là Bagel Street Cafe nha. Nằm ở trong khu shopping South Shore thuộc thành phố Alameda, Bắc California. Đối diện đây là tiệm Monkey Thái nè. Nhà hàng Thái ăn cũng ngon lắm. Giờ Út quẹo vô chợ Daiso Japan. Welcome in.
Hello. Ở nhà hết vít rồi. Úc hay vô đây mua vít là xài cũng được lắm. Vít màu đen. Đồng 75 cent cho 4 cây, xài được. Hai cái đi. Bữa nay thấy họ không có cái chậu lớn thôi chứ anh chị và các em ơi. Mấy cái chậu nhỏ. Này hơi nhỏ. Kiếm mua cái chậu lớn một chút để trồng ớt. Cái chậu này nhỏ nhỏ dễ thương lắm nè. Tốt, hàng xài được lắm. Nó bền. Cái này là của Nhật nha. Một đồng 75 cent một cái. Úc cũng có xài loại này qua. Ồ, bây giờ họ bán cái mâm luôn cho mình để mình hứng nước. Tiện ha. Lúc trước Úc mua không thấy nha. Mấy cái này là mấy cái dòng cà chua nè. Nó vuông giống vậy ha. Mình mua 3-4 cái về, cái mình về mình bắt vô mình gáp, mình chế ra làm cái vàng. Cái vàng vuông vuông để trồng khổ qua, đậu rồng, cà chua, dưa leo, cái gì cũng được hết. Cho những cái loại trái nhỏ nhỏ đó. Một bịch này là 4 đồng 25 cent nha. Mình coi cái số này nè, 330. Thì số tiền ở trên đây. Còn nếu mà 200, 220 thì 3 đồng 25. Tùy mình chọn cái loại nào ha. Có mấy cái này nữa nè. Mình cong lại để mình để mấy cái lưới đừng có bị mấy cái con này con kia nó cắn hoặc là nó đáp vô nó thành mấy con sâu á, giống như bướm rồi đó. Cũng được ha. Lúc trước không có, bây giờ mới đem mấy này về nè. Cái này là một đồng 75 cent một cái. Cái vòng lớn lắm. Còn cái này là cái vòng nhỏ hơn nè. Mấy cái miếng này nè, Úc hay mua áp vô mấy cái cây. Hôm bữa có mấy chị hỏi Úc mua cái miếng lưới nhọn này ở đâu, thì Úc hay vô đây mua nè, để Úc bọc cái cây hồng giòn của Úc. Mấy con sóc với mấy cái con chuột rồi đó, nó thấy mấy cái gai nhọn này nó sợ nè, nó không có dám trèo vô ha. Sợi. Cái miếng này tiếng Anh gọi là Catfish Balance. 1 đồng 75 cent một miếng. Thì vườn Úc áp dụng vậy có hiệu quả nha. Thấy mấy con sóc nó không có dám trèo lên, nó hái hồng của Úc nữa. Giờ đi vòng qua bên đây coi có chậu lớn không để mua nha. Ồ, họ có mấy cái cây này nè mà họ để bên đây nha. Cái này là cây chống chọi mấy cái này kia đó. Úc vừa mới hỏi chị nhân viên ở đây thì chị nói hàng này mới về cho nên chị chưa có kịp bỏ ra. Thì ở bên trong này có từng bịch nhỏ, mỗi một bịch nhỏ là 3 cây là 1 đồng 75 cent nha. Mình muốn mua hết bịch như vậy cũng được thì người ta tính tiền, người ta nhân lên thôi. Hàng này rất là đắt hàng luôn, chị nói người kia lại lấy hết hai bịch lớn về luôn nè. Úc thấy cái này xài cũng được, tốt lắm đó. Úc mua xài mấy năm rồi mà nó vẫn ok lắm. Để bên ngoài mưa gió nắng rồi nó cũng không sao ha. Xài cũng được lắm, rẻ nha. Cái này chiều dài là 90cm nha. Hi, how are you? Con khỏe. Con khỏe không? Dạ. Khỏe. Lần nào lại đây cũng gặp em gái này. Con gái chứ. Chắc lớn hơn con gái Úc. Cái này là 3 đồng 25. 3 đồng 25 cent hả con? Ok, yeah. It's fine. Ok, cái thô của cô là 10 đồng với 73 cent. Ok. Con sợ con đang nói chuyện tiếng Việt. Không sao, con nói tiếng Việt giỏi. Tại con nói chuyện nhiều quá tiếng Anh đấy á. Thì con thường thường con mess up. It's ok. Bé này đẻ ở đây mà nói tiếng Việt hay. Phải nói tiếng Việt thường xuyên thì mới giỏi được. Dạ. Bye bye con, see you next time. Bye. Vườn của Úc bữa nay nó tùm luôn rồi. Mùa đông thì thấy nó còn trống trống chứ
Bây giờ cây lá nó mọc ra tùm lum hết trơn. Giờ Út quay sơ một vòng cho cô chú anh chị và các em xem vườn của Út nha. Bây giờ vô mùa ấm ấm rồi, cây cối nó cũng xanh tốt ha. Bây giờ Út ra để hai cái chậu ở đây đi, rảnh cái Út trồng cây vô đây. Coi mấy cái trái cherry mà hôm bữa Út mới mua đó nhớ không? Nè, cherry mà ngộ dễ sợ không? Nhìn giống như là chùm tiêu. Đó, hy vọng là nó chín sớm để mình ăn thử coi nó ngon hay không nha. Trời ơi, trông chờ đó cô chú anh chị và các em chưa ăn qua bao giờ ha. Giống cherry đó lạ dễ sợ luôn á. Còn thêm đây nữa nè, cây ổi nữa. Này Út cũng mới mua hôm bữa nhá không? Này phát triển rất là tốt nha. Mấy cái trái thì thấy ổn. Cây chanh vàng của Út bữa nay có mấy trái nó chín đậm rồi nè. Mình có thể hái ăn lúc nào cũng được ha. Loại chanh này thì vỏ mỏng, nước nhiều. So với lại chanh xanh thì nó không có chua bằng. Nó cũng chua nhưng mà nó không có chua như chanh xanh ha. Ăn cũng ngon, thơm lắm. Đối với dòng họ cam chanh tắc quýt bưởi thì nó không có thích nước mà đọng ẩm ướt nha. Tức là mình tưới xong thì đất của mình nó phải khô ráo. Nếu mà nó đọng ẩm ướt thì nó dễ bị úng rễ lắm luôn. Còn cây này là cây đào 4 trong 1 nha. Nhưng mà hiện tại là có 3 loại trái thôi. Một loại trái thì năm này nó chưa có ra bông. Đang có trái hết trơn rồi nè. Bữa nay trái lớn không? Nhớ hôm bữa Út quay phim không nhỏ xíu ha. Mận đào nè. Đào long nè. Cái này cũng là mận đào luôn. Rồi mận. Mận là chớp lâm đó. Đó. Tuyệt vời không? Một thân cây mà cho ra 4 giống trái khác nhau để mình ăn. Trời thích quá luôn á. Việt quất màu hồng thì hôm nay trái to hơn. Đó. Rất là sai trái luôn. Út cũng trồng trong chậu. Vườn Út trong chậu không à. Rồi cây mulberry kìa màu trắng ha. Thì cũng đang có trái. Cái bên đây là cây cà chua thân gỗ nè. Rất là cao. Cao ở trên trời luôn. Bữa nay nó có bông chùm 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 kìa. Bây giờ mùa ấm mong là nó đậu nha. Mùa lạnh nó vẫn ra bông và phát triển nhưng mà trái nó không có đậu. Loại này ăn cũng lạ, cũng ok. Có người thì nói tại vì nó có hột nhiều không thích. Nhưng mà Út ăn Út thấy nó lạ lạ. Nếu mình muốn thưởng thức cái dạng như mà trái lạ thì mình trồng ha. Đẹp nữa. Nó giống như chanh dây vậy đó. Cây tàu tàu với hồng giòn á thì bông quá chừng luôn. Táo tàu này á, là ly nguyên thủy của nó hồi xưa đó. Út mua ở Home Depot. Ăn giòn, ngọt nhưng mà có cái hậu chua nhẹ. Có nhiều người nói ly ăn dở lắm mà không biết sao cây ly của Út ăn ngon lắm. Mấy người bạn mê luôn đó. Cây hồng giòn á, thì đang trổ bông. Đó, mấy cái này là bông hồng giòn nè. Ở dưới này năm nay trái nhiều. Ở trên thì năm nay trái ít hơn. Tại vì ở trên năm trước trái rất là nhiều rồi. Cây hồng giòn này của Út á, là Future Persimmon. Hồi xưa Út mua ở Home Depot. Loại này thì ăn ngon lắm. Nó không có chát. Để nó chín tới á, là nó ngon, giòn, trái to. Hồng giòn và táo tàu á, thì nó không có thích nước nhiều lắm. Thanh long. Thanh long á, thì năm này á, nó không có úng nhiều cô chú anh chị và các em. Rất là thích luôn mặc dù Út không che đậy ha. Út cũng muốn thí nghiệm một bên này không che đậy. Còn cây bên kia thì che đậy. Mình dùng cái dù mình che thì cái nhánh thanh long nó xanh tốt hơn. Còn nếu không thì nó bị vàng vàng chút. Nhưng mà cái này là già rồi nha. Nhánh già nó không có bị úng chứ còn non quá mình phải che. Vẫn phát triển rất là tốt luôn ha. Đây là ba chậu thanh long của Út mới trồng 2 năm tuổi. Rồi kế đây là cây mận nè. Trời ơi cái mận lùn. Thật ra nó không phải lùn mà Út muốn cho nó lùn nên Út không có sang chậu lớn nha. Đang đậu trái rất là nhiều luôn. Nhiều lắm, bữa giờ Út bẻ bỏ hết rồi đó. Bẻ bỏ nhiều lắm, không có muốn để nhiều. Nè.
cưng không? Mận này ăn rất là ngon nha. Burgundy plum. Để cho nó thiệt chín, ăn ngọt lắm, thơm, màu đẹp. Rồi bây giờ mình đi bọc qua bên kia đi. Còn cây này là cây chanh ngón tay. Hôm bữa hái nhiều lắm. Bây giờ nó đang có bông và đang có một mớ trái. Cái loại chanh ngón tay này hầu như lúc nào cũng có bông, có trái luôn á. Nó dễ chịu lắm. Nè, thấy không? Đang có trái nhỏ nhỏ nè. Đó, nhí nhí nhí. Màu xanh khó thấy. Cái này á là mình ăn bên trong nó như trứng cá vậy đó. Nó kêu bụp bụp bụp. Mà nó chua. Này mình ăn sushi ha. Làm nước mắm mình cắt bỏ vô. Rồi mình ăn mì gói cũng được. Nhưng mà nó không có nặng, nó không ra nước giống như loại chanh thường ha. Cây táo tàu GA866 của Úc thì đang trổ bông luôn. Coi trái này trái gì nè, trái chanh. Chanh mà chanh cẩm thạch nè, đẹp không? Ôi, bữa nay 4 trái nó chín hết rồi. Đó, nó còn xanh á thì nó sọc xanh xanh vàng vàng lẫn lẫn ha. Rồi nó thiệt là chín là nó như vậy nè. Bữa giờ Út nấu cắt cho cô chú anh chị và các em xem mà chưa có cắt, quên luôn. Rồi đang trổ bông nữa, bông màu tím rất là đẹp ha. Đây là cái tên nè, nó gọi là Pink Lemonade Eureka ha. Rồi qua đây coi cái cây quýt Fizzy. Fizzy là một trong những loại quýt ngọt nha, ngon lắm. Thì Út cũng mới trồng. Hôm bữa Út chia sẻ cách trồng nhớ không? Thì Út trồng giống vậy đó. Bữa nay nó đậu trái hết rồi, rất là nhiều luôn. Nhưng mà nếu nhiều quá mình cũng bẻ bỏ bớt nha, để thôi nó hư cây của mình. Và đây là cây Phật thủ nè, tiếng Anh gọi là Buddha hand. Cái bông nó rất là đẹp luôn, thơm lắm nha. Lá thì to. Năm này trái này sao mà nó to dữ không biết nữa. Coi nè, to hơn cái bàn tay Út luôn. Cây này người ta nói mình trồng tốt cho phong thủy lắm nè. Tại vì cái trái nó giống như bàn tay Phật vậy đó. Mình có thể cắt vô rồi mình cúng. Một khi mà nó vàng rồi đó cô chú anh chị và các em, là nó thơm, trời ơi nó thơm phức luôn. Út để cúng trong nhà mà nó thơm lắm. Rồi mình có thể dùng để mình ăn. Mình cắt ra từng muối vậy nè mình ăn. Hoặc là mình bỏ vô nước mình làm trà uống. Khi mà mình ho có đàm hay lắm. Cái này thịt nó mình ăn nó ngọt nhẹ nhẹ, nó dễ ăn hơn là cái vỏ cam và vỏ tắc nha. Nó không có nước gì bên trong hết trơn đó, nó đặc ruột luôn. Mai mốt nó chín Út cắt review cho cô chú anh chị và các em xem nè. Út cũng trồng được 2 năm. Ở trong đó có một trái đang lớn rồi ha. Rồi đây nữa nè. Và đang ra bông. Cây này Út cũng trồng trong chậu. Hầu như vườn Út trồng chậu hết trơn à. Rồi cây này là cây Kitsu. Kitsu bữa Út với Tư Sài Thành quay phim cách trồng cho cô chú anh chị và các em xem đó nhớ không. Rồi bữa nay nó đậu trái nhỏ nhỏ trơn rồi. Bông từ trên xuống dưới luôn. Nhiều quá. Mai mốt mình chờ trái to to chút mình lặt bỏ bớt nha. Cây cam nè. Cam này Washington Navel. Thì đang có bông. Và đang có 3 trái Út chưa có hái. Chờ nó chín chút mình hái ăn ha. Tắc chua, tắc tròn Việt Nam. Thì bữa lá nó bị vàng đó. Út đang bón muối Epsom salt. Thì bữa nay mấy cái đọt nó ra. Nó tốt ha, nó xanh từ từ nè. Đó. Mấy cái lá vàng này mai mốt mình cũng bứt bỏ nó cũng được. Hoặc là nó tự rụng ha. Trái nè, chín mè không? Chạm vô nó thơm, thơm bể lỗ mũi luôn. Cưng không? Trời ơi, năm này trái quá chừng nhiều luôn. Út cũng trồng chậu nè. Chậu này trồng chắc 2 năm hơn á. Đó, hồi đó mới mua có 1-2 trái à. Trái lớn, trái nhỏ ha. Còn cây này á là Brazilian cherry. Thì cái loại trái nó giống như trái cherry Việt Nam mình. Nhưng mà hình dạng của nó giống như cái lồng đèn, rất là đẹp nha. Ăn nó chua chua ngọt ngọt, nó thơm mùi xoài, rất là đặc biệt luôn. Út cũng mới trồng chắc được năm hơn. Trồng một lượt với lại cây mận đó. Asian pear Lê Hàn Quốc. Đang có trái nhỏ nhỏ và đang có bông. Út quay cái cây này cho cô chú anh chị và các em xem nè. Trời ơi mê thiệt á.
Nhìn trái này nhớ trái dâu ở quê dễ sợ ha. Trái này là trái loquat. À, có người gọi là bì bà, sơn trà ha. Nhìn mê không? Ôi ôi, nó lớn lẹ dữ lắm. Năm nào cũng trái mà khủng luôn á. Nó qua bên Úc, xong cái mấy con chim nó ăn gớt hột nó lên đầy. Mà trái này trồng có sâu nha. Cái trái nó có sâu á. Mê không? Hàng xóm Úc nói ăn không? Ăn thì cứ hái nha. Bây giờ hái một trái, hái trộn một trái nha. Ở này là nhớ hồi xưa tuổi học trò đi hái, hái trái cây trộm, hái mà còn quay phim nó bị bắt nè. À, xin nha hàng xóm. Hôm bữa anh ấy ăn cứ hái tự nhiên. Út nghe nói là trái này ăn rất là tốt luôn, hàm lượng vitamin C cao nha, đủ chất ở trong đó. Nếu ai mà có đất á, trồng cây được đó, dễ chịu lắm, không cần chăm sóc đâu. Mời cô chú anh chị và các em ăn loquat. Loquat của hàng xóm chứ không phải của Út. Thơm. Cái này nó còn chưa có chín lắm, nó chua chua. Bỏ vỏ nha. Thịt nó nè, bên trong có hạt giống vậy ha, hai hạt luôn á. Hạt nó tròn giống như hạt nhãn vậy đó. Bữa nay Út quay video tới đây nha. Út cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều, luôn thương và ủng hộ gia đình Út. Nếu thích video này của Út thì tặng Út một like, rồi đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Út có video mới ra nha. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye!